I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Chào mừng mọi người đang xem kênh Bất Động Sản Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Em Ánh xin hôm nay xin giới thiệu với toàn thể mọi người một cái dự án mới của bên em. Dự án ở đây là 4 căn rất là gần bến xe Nghĩa mọi người ạ. Từ cái dự án 4 căn này mà đi ra tới bến xe Nghĩa nó chỉ khoảng tầm 700m thôi mọi người nhá. Và cái diện tích của 4 căn này là có cái diện tích từ 30 cho đến 33m². Xây dựng và thiết kế là 4 tầng, tất cả 4 căn này đều đã có đầy đủ sổ đỏ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, sổ đỏ riêng biệt. Và cái giá chào bán của cả 4 căn này là 1 tỷ 750 triệu đồng cả nhà nhá. Vị trí là thuộc phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Rất là gần bến xe Nghĩa, chỉ cách cái trục đường Quang Trung, nó rơi vào khoảng tầm 500m thôi mọi người ạ. Gần với trường Đại học Đại Nam, trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thương mại, gần với chợ Xóm, trường rất là nhiều cái tiện ích xung quanh. Và xung quanh vị trí nhà này thì rất là gần chợ, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 và cấp 3 cao đẳng đại học mọi người nhé. Thì bây giờ em sẽ xin giới thiệu với mọi người cái vị trí một trong 4 căn đấy, với cái diện tích của cái căn nhà này, căn trong cùng mọi người nhé. Là cái diện tích là 33m², mặt tiền là 4,77m trên sổ đỏ. Ngõ trước nhà là 2m, cách cái trục đường ô tô đi lại nó rơi khoảng tầm 40m thôi mọi người nhá. Đó, mọi người có thể quan sát xung quanh cái mặt tiền ngoài của ngôi nhà giúp em. Tổng thể 4 căn lên rất là đẹp. Cái căn nhà này thì hoàn thiện được tầm 95% rồi, còn một chút xíu nữa thôi về phần dọn dẹp là có thể dọn đồ về ở rồi mọi người nhá. Sau đây thì xin mời mọi người hướng vào phía căn nhà cùng em. Đây chính là cửa chính của ngôi nhà. Cửa chính của ngôi nhà thì được là cửa sắt sơn tĩnh điện mọi người ạ, rất là chắc chắn. Bên trong là cửa nhôm Việt Pháp, nhôm kính mọi người nhá. Đây, chưa lắp đâu. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Có cửa sổ rất là rộng hướng ra phía ngõ để lấy ánh sáng cũng như là không khí vào trong cái ngôi nhà này. Cái hướng nhà của cái ngôi nhà này là hướng Tây Bắc. Tuy nhiên thì mọi người có thể nhìn thấy cái căn nhà phía trước, nhà cao tầng phía trước nó đã chắn cái ánh nắng đi rồi, cho nên là không sợ hướng Tây mà nắng đâu mọi người ạ. Mà mọi người hướng vào phía phòng bếp của ngôi nhà cùng em. Đây chính là phía căn phòng bếp, khá là rộng, chữ L. Chất liệu bếp thì được làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Đã được set up đầy đủ về chậu rửa bát cũng như là vòi rửa. Phụ kiện bát, phụ kiện của cái tủ bếp đều đã được làm đầy đủ rồi mọi người nhé. Tầng 1 của ngôi nhà có một phòng vệ sinh. Đây, đã được lắp đặt đầy đủ về bên thiết bị cũng như là sen vòi, vòi xịt và hệ thống máy bơm nước lên trên toàn bộ ngôi nhà. Đặc biệt căn nhà này thì là có một cái cửa ngách mọi người ạ. Đây này, hướng ra đằng sau. Đây mọi người có thể quan sát. Chủ đầu tư thiết kế thêm một cái phần đằng sau này để có thể chế biến đồ tươi sống mọi người nhá. Đây này, với cái vị trí của cái căn nhà thì này rất là thoáng, thoáng trước, thoáng sau mọi người ạ. Đó,
Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người hướng lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà cùng em nhé. Toàn bộ tay vịn cầu thang cũng như là con chó đều được làm bằng gỗ lim mọi người nhé. Đây này, mặt bậc, cổ bậc đều được lát đá xanh bình định. Cầu thang thì là có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài rất là thoáng. Đây, tất cả các cửa sổ cũng như là cửa cầu thang đều được thiết kế hai lớp. Lớp ngoài là lớp nhôm kính và bên trong là sắt sơn tĩnh điện, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như là an ninh mọi người ạ. Tầng 2 của ngôi nhà thì là được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh ở phía bên trong. Toàn bộ đèn led cũng như là trần thạch cao, sơn tường và gạch ốp lát thì đều được thiết kế xong đầy đủ hết rồi. Ngôi nhà này thì để mà nói còn 5% nữa thôi. Dọn dẹp và lắp cửa ở dưới tầng 1 em Ánh vừa quay đó. Hiện tại thì cái căn phòng này em đang không hề bật điện mọi người nhá, nên là mọi người có thể quan sát cái ánh sáng tự nhiên vào trong phía cái phần ngôi nhà này rất là đầy đủ, cũng như là cái không gian nhà, cái không gian phòng ngủ rất là thoáng. Có hai cửa sổ mọi người ạ, hai cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đó. Tất cả các cửa đều được làm hai lớp, đảm bảo cái tính thẩm mỹ cũng như là cái an ninh. Những cái mặt tiền của ngôi nhà này thì mọi người đều nhìn thấy ở khi em quay ở dưới tầng 1, cái mặt tiền là đều có cái lan can giả mọi người nhá, lan can trang trí thôi nhưng cũng rất là đẹp mắt, tạo cho cái không gian nhà cũng như là cái hình thức của cái ngôi nhà này rất là đẹp. Cửa thông phòng của cái ngôi nhà này được làm bằng cửa gỗ mọi người nhá. Đây ạ, chất liệu gỗ đây, đều được để căn phòng đều được để chờ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa đây mọi người ạ. Đều được lắp đầy đủ và chi tiết rồi, mọi người chỉ việc mua đồ về và lắp thôi. Đó, hệ thống điện cũng như là nước đều được lắp đặt đầy đủ rồi mọi người nhé. Công tơ điện, công tơ nước sạch của quận Hà Đông, điện lực Hà Đông mọi người ạ, điện lực Hà Nội. Đây chính là phòng vệ sinh tầng 2 của ngôi nhà đây mọi người ơi. Rất là rộng, được chủ đầu tư lát cái gạch nền là 30-30 và cái màu sắc là màu nâu, cái tông màu nâu và màu trắng rất là nhã nhặn. Gạch thì ốp 30-60 lên tới 2/3 của cái trần nhà này. Đầy đủ sen vòi, thiết bị, bồn cầu, vòi xịt, đầy đủ mọi công năng, đáp ứng công năng cho từng tầng sử dụng mọi người nhé. Tiếp theo em Ánh xin mời mọi người lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì được thiết kế như thế nào ạ? Đó, rất là sáng. Mọi người thấy không, hiện tại em không có bật điện nha. Đây là phần cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây, thoáng lắm. Đây là phía trên tầng 3 đây mọi người ạ, rất là rộng. Một cái phòng ngủ diện tích như nó khoảng tầm 20m đây mọi người nhá. Cái căn phòng ngủ này này, tầm 20m. Cũng chưa được dọn dẹp sạch lắm đâu, nhưng mà vì thực ra cái thời gian vừa rồi, mấy hôm vừa rồi em Ánh định quay gửi tới mọi người rồi, rất là nhiều khách hàng phản hồi là tại sao đợt này không thể lên video mới, nhưng mà vì thực tế là mấy hôm vừa rồi trời mưa quá cho nên là không quay được. Thì hôm nay hửng nắng cái là em sẽ quay gửi tới mọi người luôn cái vị trí căn nhà mới nhất là đây, còn chưa xong 100% cơ đó. Cửa đây mọi người nhé, tất cả các phòng ngủ đều được lắp đặt đầy đủ hết rồi, hệ thống ống chờ, dây chờ điều hòa. Đứng từ cái vị trí của cái căn nhà này mọi người ạ, anh camera có thể quay giúp em đây, hướng ra phía bên kia là chung cư của bên chung cư CC1 của Yên Nghĩa, cũng như là nhìn thấy cái cầu vượt của đường sắt trên cao Cát Linh mọi người nhá. Từ cái vị trí căn nhà này nhìn được cái bến xe Yên Nghĩa thì có nghĩa là rất là gần đúng không mọi người, rất là tiện ích đi lại. Nhà vệ sinh của cái tầng 3 đây được thiết kế tương tự như tầng 2 mọi người nhé.
Nói chung là khi một hộ gia đình sử dụng của từng tầng thì không phải chạy lên chạy xuống, mà rất là đầy đủ mọi công năng cho từng tầng sử dụng rồi. Bồn cầu, vòi xịt, lavabo, đầy đủ hết chi tiết, điện, đèn led, tiết kiệm điện, đầy đủ hết rồi. Em Ánh xin mời mọi người lên tầng cuối cùng, tầng 4 của ngôi nhà cùng em nhé. Xem tầng 4 được thiết kế như thế nào. Với cái căn nhà này thì thực tế để mà nói, theo cái ý kiến khách quan của em thì nếu như mà vợ chồng trẻ mà có ở quê chẳng hạn, bố mẹ ở quê mà có muốn đến bến xe mà thăm con cái thì quá là hợp lý. Bởi vì từ bến xe mà đi vào cái căn nhà này thì vô cùng gần luôn, chỉ tầm 700m đi bộ thôi. Đây mọi người nhá, đây chính là phía tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế còn rộng hơn cả phía tầng 2 và tầng 3 cơ. Cái tầng 4 của ngôi nhà này thì mọi người có thể để làm phòng thờ, có thể trưng dụng làm phòng ngủ, cái đấy là tùy cái mục đích sử dụng của gia chủ. Tuy nhiên thì cái phòng, toàn bộ cái ngôi nhà này thì là gồm 3 phòng tổng mọi người nhá, 3 nhà vệ sinh, phòng khách, phòng bếp. Mời mọi người hướng ra phía sân phơi của ngôi nhà cùng em. Đây chính là vòi để máy giặt mọi người ạ. Đây, đây chính là phần vòi để máy giặt. Và đây chính là phía sân phơi. Mọi người, phía sân phơi thì nó không quá rộng, không quá to đâu. Nhưng mà nếu như mà mọi người muốn tiết kiệm cái diện tích sử dụng thì có thể làm một cái dàn phơi thông minh, rất là hợp lý. Và sân phơi của ngôi nhà thì được lát gạch 40-40 màu đỏ mọi người nhé, chống trơn trượt. Thì toàn bộ gần như là mọi người nhìn về cái xung quanh của cái căn nhà này giúp em, đầy đủ nhà cao tầng, dân cư đông đúc. Cái ngôi nhà này thì thoáng hai mặt, thoáng trước, thoáng sau, rất là tiện. Cách cái trường mầm non, trường tiểu học và trường trung học nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 700m đổ lại thôi mọi người nhé, rất là gần. Nếu như mà mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa thì xin vui lòng gọi điện cho em Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Em Ánh đây ạ. Mọi người có thể gọi Zalo theo các số điện thoại của em cũng được. Hoặc là nếu như mà mọi người muốn được tư vấn hơn thì có thể add Zalo em để em tư vấn cho mọi người nhé. Thì video này là em đã giới thiệu gần như chi tiết hết rồi. Cái giá bán là 1,75 tỷ, diện tích là 33m², hướng nhà là hướng Tây Bắc. Mọi người xem video của em, nếu như mà thấy hay thì bấm vào like cũng như là đăng ký kênh. Nhớ ấn chuông để là những người đầu tiên xem được những cái video bất động sản tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.